Điện Biên đang trong mùa cao điểm du lịch, đặc biệt năm nay lại kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, nên đông đảo du khách từ mọi miền Tổ quốc và quốc tế đã đổ về Điện Biên. Trước tình hình quá tải về dịch vụ lưu trú, tỉnh Điện Biên đã huy động hơn 150 hộ dân đăng ký phục vụ lưu trú cho khách du lịch với khả năng phục vụ khoảng 1.380 người. Từ nhu cầu cấp thiết về dịch vụ lưu trú của khách du lịch, gia đình chị Cà Thị Dương đã đầu tư mua sắm chăn ga, gối đệm và các thiết bị cần thiết để biến căn nhà sàn của mình thành mô hình homestay. Với sức chứa từ 40 đến 50 người, giá chỉ khoảng 100.000 đồng một người một đêm. Thậm chí, chị phục vụ luôn cả dịch vụ ăn uống cho du khách lưu trú nếu có nhu cầu. Hy vọng là những đoàn khách lên thăm Điện Biên ấy, có những cái trải nghiệm về ẩm thực và văn hóa của dân tộc Thái nói riêng và dân tộc ở trên tỉnh Điện Biên mình nói chung là có một cái trải nghiệm rất là vui vẻ và thú vị. Với lợi thế nhà rộng, nhiều phòng, lại nằm ở trung tâm thành phố, chị Quỳnh Anh cũng đã tổ chức đón khách lưu trú trong đợt cao điểm du lịch với 11 phòng, sức chứa từ 40 đến 50 người. Dịp 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ấy, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng ra nhiều cái quyết định với cái đề nghị là người dân góp sức để mà phục vụ được cái lượng khách du lịch rất là lớn đang đổ về Điện Biên. Để khách du lịch đến với Điện Biên mình ấy, thì lúc nào cũng cảm thấy con người Điện Biên rất là dễ mến. Hôm nay tôi đến đây tôi cảm thấy người dân Điện Biên rất là mến khách và người Điện Biên luôn thể hiện cái truyền thống của cha ông và cái tinh thần của người Điện Biên. Hiện tại trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên đã có 102 hộ đăng ký và đón khách lưu trú, khách du lịch. Các cơ sở lưu trú đều phải đáp ứng điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cơ sở vật chất, dịch vụ du lịch. Để đảm bảo các cái điều kiện cho lưu trú thì Sở Văn hóa Thể thao Du lịch đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh Điện Biên huy động các cái hộ gia đình để có thêm các cái điều kiện về phục vụ lưu trú cho khách du lịch. Chúng tôi cũng đã tham mưu để Sở Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp với Công an tỉnh ban hành hướng dẫn tạm thời đối với điều kiện của các hộ gia đình tham gia phục vụ lưu trú, trong đó các cái yêu cầu tối thiểu bao gồm là đảm bảo về an ninh trật tự, thứ hai là phòng cháy chữa cháy, thứ ba là các cái điều kiện tối thiểu về trang thiết bị cơ sở vật chất. Toàn tỉnh Điện Biên hiện có 205 cơ sở lưu trú du lịch với gần 2.800 phòng, khoảng 5.100 giường. Con số này khá khiêm tốn so với nhu cầu của các lực lượng tham gia lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và khách du lịch. Bởi vậy, việc các hộ dân đăng ký dịch vụ lưu trú trong thời gian cao điểm này không chỉ góp phần giải quyết khó khăn, đảm bảo nơi lưu trú cho du khách, mà còn tạo ấn tượng tốt đẹp về mảnh đất Điện Biên thân thiện, mến khách.